Thứ tư, tuần bát nhật phục sinh. Luca 24:13-35. Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Chủ đề: Chúa ở bên chúng ta. 1. Lời Chúa. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia, tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người, tên là Leopold trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ, đầy uy thế trong việc làm, cũng như lời nói, trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào, và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra, và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao. Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. 2. Suy niệm. Qua đoạn lời Chúa hôm nay, có hai điều chúng ta nên tìm hiểu. Thứ nhất, các tông đồ thất vọng về Chúa. Chúa chết thì xem như Chúa bất lực. Người lành bị hại cũng làm ta mất lòng tin nơi Chúa. Thái độ Chúa im lặng dễ bị con người xúc phạm. Ông Sạc nói, có đổ nát, có người chết, có than khóc, chỉ vắng bóng Chúa. Thứ hai, hãy vui lên vì Chúa luôn ở bên chúng ta. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán,
thì chính Chúa Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, nên không nhận ra người. Câu 15 đến 16. Chúa ở gần chúng ta hơn bất cứ ai, nhưng điều chính yếu là chúng ta có nhận ra Ngài không? 3. Bài học: đừng thất vọng vì Chúa luôn ở bên ta. 4. Sống đạo: Chúa ở bên ông Mô-xê. Ta tạt qua, nhìn quang cảnh hùng vĩ ấy mới được. Tại sao bụi gai lại không cháy thiêu đi? Mô-xê nhủ thầm như thế, và tiến lại gần. Thiên Chúa liền gọi đích danh ông từ giữa bụi gai: Mô-xê, Mô-xê. Ông đáp lại: Này con đây. Và Thiên Chúa tâm sự với ông về danh tính mình, về nỗi khổ của dân tộc mình ở Ai Cập. Sau cùng, Ngài nói: Bây giờ con hãy đi. Mô-xê ngập ngừng: Con là ai mà dám? Thiên Chúa phán ta sẽ ở với con. Ông vẫn chưa an tâm. Sau đôi ba lần vặn hỏi quanh co, Mô-xê thú thật: Lạy Chúa, xin xá lỗi, con không phải là người có tài ăn nói, con cứng cả miệng, cứng cả lưỡi. Thiên Chúa nói ngay: Ai cho người phàm có miệng, lại không phải chính ta đó sao? Con hãy đi, chính ta sẽ ở với miệng con và dạy con điều con phải nói. Mô-xê đã chạy đi Ai Cập để cứu dân mình khỏi nô lệ với một vũ khí, một bảo đảm duy nhất, đó là Thiên Chúa ở cùng ông. Sách Xuất Hành, đoạn 3, câu 1 đến 10. 5. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa ở gần chúng con, sẵn sàng giúp đỡ chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra Ngài để chúng con an tâm mà sống, an tâm mà hành động. Amen.